chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thầy phân tích con VCI bạn nhé Đây, đối với con VCI này Thì vốn nói thị trường nó là 14.000 tỷ Số lượng cổ phiếu là hành là 441 triệu cổ phiếu Nói chung thì đây là một con mid cap các bạn nhé Về cơ cấu cổ đông con này thì ba lãnh đạo là 27% này Tổ chức 8% và nước ngoài 20% Thì mình đánh giá là cơ cấu cổ đông con này loãng bạn nhé Loãng về tài chính thì lợi nhuận sau thuế tính theo quý q 54 năm 24 cao gấp đôi q năm 2023. Nhưng mà theo năm thì năm 2023 lại là một năm yếu. Đây, năm 2023 lại là một năm yếu. Thế nên là cao gấp đôi thì cũng chẳng có gì hết cả. Bình thường nó lại quay về bình thường. Đoạn cân đối kế toán thì tài sản là 23.000 tỷ này, nguồn vốn chủ sở hữu là 8.000 tỷ và nợ là 14.000 tỷ. Như vậy nợ cho vốn chủ sở hữu là 1,6 lần chấp nhận được các bạn nhé. Còn về lợi nhuận tiền tệ, hoạt động kinh doanh là âm 4.000 tỷ này, nên chuyển tại thời đầu đầu tư là âm 7 tỷ này à, âm 8 tỷ là chuyển tại thời đầu tư chính là dương lại 1.700 tỷ cuối cùng là vẫn lên chuyển tại thời đầu tư vẫn âm 2.000 tỷ thì sẽ nó có vay khả năng cao là phải vay để trả nợ à. tiền gửi ngân hàng chi phí tiền vay này 5.000 tỷ trả nợ ok 5.000 tỷ trả nợ 3.000 tỷ còn 2.000 tỷ à Mặt kỹ thuật con này nó có ba nền giá nền giá số 1 là kinh giá đi lên này nền số 2 này nền số 3 với nền giá số 3 hiện tại nó lên tương đối cao rồi các nhé đây lên tương đối cao rồi đây và với giá cổ phiếu hiện tại thì uh, nó đang bị cắm xuống cái này thì hoàn toàn có thể là do giá cổ phiếu đi lên và nguồn cung chưa lượng trên đầu nên bị đạp xuống đây, cây giảm với khối lượng lớn các nhé nhưng hoàn toàn cái này là do, có thể là do nguồn cung mà nếu là do nguồn cung ấy thì sẽ phải có xử lý nguồn cung xử lý nguồn cung bằng cách là có hai cách một là dùng giá đây là giá chọc sâu xuống Sâu xuống dưới cái đáy này Nếu mà sâu lần này sâu xuống thì phải sâu dưới cái đáy này Sâu dưới dưới cái này luôn Mà vậy thì sâu quá nhỉ Vậy khéo thành giảm luôn mất Còn cái thứ hai là sẽ dụng thời gian là nó sẽ đi ngang ở đây thôi Nói chung với con này hiện tại thì tất nhiên chưa nên vào con này Chưa nên vào con nhá như vậy hôm nay nhau thường hành phân tích con VCI nếu ai thì like ký nha Thôi tạm biệt tất cả các bạn Bye bye